một cây nguyệt quế tiểu cảnh có giá trị hàng trăm triệu đồng. Cây này có vòng gốc khoảng hơn 60 cm, chiều cao của cả cây cả chậu thì khoảng 1,5 m, chiều cao của cây riêng cây thôi thì khoảng 1,2 m. Và chiều dài của cây từ gốc cho đến cái cành dài cuối cùng phía bên này khoảng hơn 2 m. Cây này tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Cây Giống, xã Bình Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tại đường tránh quốc lộ 1A. Đây là đường tránh quốc lộ 1A.